chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây Sabo Cần Thơ và cây Sabo Mexico nha bà con. Sabo Cần Thơ thể loại nhân giống của bên trung tâm cây giống là cây chiết nhánh, chiết xuống, và bên trung tâm cây giống sẽ sang cái bịch, sang cái bịch to giống như vậy nè. Bên Ly sẽ nuôi lại cho cây nó cứng, nó rễ nhiều ha bà con. Những cái rễ, những cái đây là những cái rễ của cây Sabo này ha bà con. Quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Đó. Đây là cái rễ nè. Cây bầu rễ rất là ổn định rồi. Chiều cao của cây từ cái miệng bầu đi lên đó thì cao khoảng là 1m2 nha bà con. Cây rất là to nha, tàn rất là nhiều nha bà con. Trên cây Sabo Cần Thơ nó đang ra hoa luôn nè. Cây nào nó cũng đang có hoa sẵn hết nha. Sabo Cần Thơ nó hay ở chỗ một cái là khi cái cây đi cơi đi đọt thì sẽ kèm hoa là sẽ đậu trái nha. Rất là dễ ra hoa đậu trái luôn nha bà con. Sabo Cần Thơ thì quý bà con chúng ta nào muốn trồng chậu á thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây Sabo Cần Thơ luôn nè quý bà con chúng ta thấy không ạ? Mỗi một cơi đọt nó đi thì nó sẽ kèm theo hoa nè. Một cái đụm như vậy á, trồng ra đất á, đủ thức ăn dinh dưỡng cho cây á thì nó sẽ đậu là từ 2 đến 3 trái nha. Cây rất là khỏe, rất là lực ha bà con. Sabo Cần Thơ là dạng cho trái truyền, cho trái quanh năm luôn. Chúng ta không có cần xử lý làm trái, chúng ta không có cần bao trái gì nha bà con. Cho trái tự nhiên luôn. Trái Sabo Cần Thơ thì ăn rất là ngon nha. Nó rất là ít cám nha bà con. Những loại Sabo mà có trên thị trường thì cám rất là nhiều. Chúng ta mà muốn bán giá trái cao thì chúng ta phải chùi nha. Chùi một cái lớp vỏ cám bên ngoài ra rồi chúng ta mới bán được giá cao ha bà con. Còn cái Sabo Cần Thơ thì nó sẽ nhẹ được cái phần đó ha. Nó sẽ ít cám nha bà con. Kháng được sâu bệnh rất là cao. Khi bạn này đi cơi đọt thì chúng ta ngừa sâu thôi. Xịt sâu ăn lá cho cây thôi hết bà con. Chúng ta ngừa sâu thôi. Bạn này nó kháng được cái sâu bệnh rất là cao. Những cái con sâu nó không có tấn công vào lá già nha. Khi mà cái cây Sabo Cần Thơ trưởng thành rồi á, một đợt thu trên một cái cây là tầm khoảng là từ 50kg nha bà con. Mà giá thu hiện tại là từ 60.000 trên 1kg. Ăn rất là ngon nha. Ăn cực kỳ ngon luôn nha bà con. Ly sẽ dùng từ cực kỳ ngon. Ở trong ruột thì nó sẽ rất là mịn, ăn rất là mềm. Nó ngọt đậm đà luôn nha bà con. Mà bà bạn này thì dạng trái dài à, có những cái trái nhỏ đây nè, nó đang đu trên cây nè. Tôi sẽ quay cho quý bà con chúng ta xem ha. Này là dạng trái dài nha bà con. Trong ruột thì nó sẽ màu đỏ nâu. Đây là cái giống Sabo Cần Thơ nè. Ly cũng thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta rất là nhiều. Tại vì thể loại Sabo là dạng cây dễ trồng. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta muốn trồng những loại cây mà dễ trồng, thích hợp với nhiều vùng miền và vùng đất khác nhau á, giống như anh chị mà ở đất đồi, mà ở đất mà bị nhiễm phèn thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây Sabo Cần Thơ ha bà con. Là bạn này thích nghi rất là tốt, chịu hạn mặn cũng rất là tốt nha. Phát triển rất là mạnh trên vùng đất bị nhiễm phèn ha bà con. Ngày hôm nay thì Ly sẽ gợi ý cho quý bà con chúng ta về cây Sabo Cần Thơ là trước tiên nha. Còn tới cái cây thứ hai, tới cái cây thứ hai nữa đó chính là cây Sabo Mexico nè. Sabo Mexico thể loại nhân giống cũng là cây chiết cành luôn nha bà con. Cây của bên trung tâm cây giống là hoàn toàn được nuôi lại hết rồi, nuôi cho cây bầu rễ rất là ổn định nè thì mới xuất hàng. Đây là cái rễ của cây Sabo Mexico hả bà con. Đấy, quý bà con chúng ta nhìn thấy không, rễ rất là nhiều, rễ cộng bự bự không luôn nè. Hàng đi thì Ly sẽ quấn đầu lại hết như vậy để vận chuyển đi xa, nó không bị văng những cái sơ dừa ở trong cái bầu ra, làm cái cây của chúng ta nó sẽ bị động rễ. Cây mà bị động rễ rồi thì nếu bà con chúng ta trồng thì nó sẽ chậm phát triển hơn nha bà con. Còn nơi đây là nơi đóng hàng bưu điện gửi tận nhà nè. Cô chú anh chị mà ở xa miền Trung, miền Bắc á, mà muốn mua hàng của trung tâm cây giống số lượng ít thì Ly sẽ đóng gửi bằng đường bưu điện. Còn mua số lượng nhiều thì Ly sẽ gửi bằng đường xe ha bà con. Bên kia còn một nhóm Sabo Mexico nữa. Bên trung tâm cây giống cũng có đóng hàng Sabo Mexico và Sabo Cần Thơ. Thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về top 2 loại Sabo trên luôn ha. Còn Sabo Mexico là dạng trái tròn nha bà con. Cái trái nó sẽ tròn, trái tròn và trái to. Trái rất là to nha. Đây là trọng lượng của trái đây. Trái này là hơn 400g nha bà con. Bên trung tâm cây giống có những cái vườn vườn đang cho trái nhưng mà trái chưa có già. Những cái video sau thì Ly sẽ đến vườn để cùng quay chia sẻ cho quý bà con chúng ta cùng xem trên một cái cây Sabo Mexico trưởng thành trái nó như thế nào hả bà con. Và chúng ta cũng có thể là trồng trên vùng đất bị nhiễm phèn, bị nhiễm mặn luôn hả bà con. Miền Trung, miền Bắc thì chúng ta cũng có thể trồng vô tư. Không riêng về những cái nơi đây đâu, còn ở ngoài sao còn số lượng rất là nhiều nha bà con. Còn những anh chị đã lựa nhóm hàng ra sẵn
Để chuẩn bị xuất cho chủ đầu tư thì Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta xem nó kỹ hơn ha. Cây giống của bên trung tâm cây giống chuẩn bị xuất hàng đi lựa cho chủ đầu tư nó như thế nào nha bà con. Còn bên đây thì một cái nhóm Sabo Cần Thơ nữa nè. Sabo Cần Thơ thì cái bầu nó rất là to nha. Quý bà con chúng ta lưu ý ha, cái bầu nó rất là to và cái cây nó rất là lực, nó rất là dài luôn. Chiều cao của cây là phải hơn 1 mét ăn lên nha bà con. Nên cái phí vận chuyển cây Sabo Cần Thơ này nó cũng hơi cao cao một tí xíu nha. Cái bầu nó to hơn cái bầu sầu riêng luôn ha bà con. Và chiều cao cây nó cao nữa. Thì bên trung tâm cây giống sẽ nhân giống lên những cái lá nhánh nó khỏe, nó lực, nó to. Thì quý bà con chúng ta về trồng thì cây nó sẽ đạt hơn ha. Cây nó sẽ phát triển nhanh hơn nữa ha bà con. Chúng ta mà chọn những cái nhánh mà yếu nhân giống. Nhiều khi mà những cái cây giống như vậy nè, quý bà con chúng ta thấy không ạ? Thấy cây nạn nè. Thì bên trung tâm cây giống sẽ làm một nhánh thôi, tức là có một cây thôi. Nhưng mà cây nó rất là to nè. Thì có nhiều đơn vị người ta sẽ nhân giống chỗ này, chiết ra được một cây, còn bên đây thì một cây nữa. Ở trên đây cũng còn rất là nhiều nhánh nè, chiết ra thành hai cây, nhìn cái cây nó cũng rất là đẹp nha bà con. Nhưng mà bên Ly sẽ chọn thành chiết một nhánh thôi. À, quý bà con chúng ta nhìn thấy cái cây nó sẽ lực hơn rất là nhiều hết bà con. Cây nó khỏe hơn nữa. Trồng xuống thì nó sẽ đạt luôn, nó sẽ hít luôn ha. Đây là cây táo Thái. Táo Thái đang hoa, đang trái sẵn luôn. Và dừa sim xanh lùng và chôm chôm nè, rồi bơ 034. Rất là nhiều loại cây giống mà trồng kinh tế nha bà con. Rất là nhiều cây loại cây giống mà trồng kinh tế. Bên đây thì nhóm chôm chôm sẽ nhiều hơn. Rồi có sầu riêng Musakin nữa nè. Rồi chanh vàng Mỹ, chanh ngón tay. Thì bên Ly có những cái lô chanh ngón tay đang cho trái sẵn luôn nha bà con. Còn có những lô hồng sô-cô-la và nho thân rổ nè. Nho thân rổ cây cao khoảng 80 cm, giá 200.000 cho một cây nha bà con. Gốc to nha, gốc to khoảng ngón tay cái của bên trung tâm cây giống luôn, mới vừa nhập về cái lô này. Thì cái video sau thì Ly sẽ cùng quay cho quý bà con chúng ta cùng xem, cùng đo bề hoành chiều cao của cây, cái tán bao nhiêu luôn ha, để cho quý bà con chúng ta dễ cập nhật nha. Thì bên Ly nhập về số lượng nhiều lắm nha bà con, đủ size đủ cỡ hết. Size nhỏ cũng có luôn, 150 cũng có, hay mà còn 200 cũng có, 300 cũng có, 500 cũng có. Và những cái cây đang cho trái sẵn cũng có luôn nha. Đang cho trái sẵn trên cây thì là 1,5 triệu một cây nha bà con. Cây to, rất là đẹp. Còn cây như vậy là 200 một cây nè. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Cô chú anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì cứ vui lòng gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình. Bên trung tâm cây giống sẽ trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ Ly xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta nhiều hơn, kỹ hơn về top 2 loại Sabo nha bà con. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.